Kính chào quý thính giả, chúng tôi là Đỗ Hiếu, người giới thiệu chương trình Trang sử Việt Nam Quốc dân đảng, lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954 Việt Nam Quốc dân đảng do Việt dân Hoàng Văn Đạo biên khảo. Đây là chương trình phát thanh hàng tuần trên YouTube, Facebook vào lúc 7 giờ sáng Chủ nhật giờ Hoa Trình Đốn. Kính thưa quý vị, nội dung của chương trình hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 8 2021, gồm có chương 2 và chương 3, thiền thứ 2. Để mở đầu, kính mời quý vị theo dõi chương 2, Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội, qua giọng đọc của Đỗ Hiếu sau đây. Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội. Năm 1940, cuộc chiến tranh Trung-Nhật bước vào giai đoạn gay go, kịch liệt. Ngày 23 tháng 9, quân đội Nhật Bản từ lãnh thổ Trung Hoa tiến vào Lạng Sơn, một tỉnh địa đầu của quốc gia Việt Nam. Một tổ chức cách mạng quốc gia Việt Nam là Việt Nam Phục Quốc Đồng minh hội, do lãnh tụ Trần Phúc An, Trần Trung Lập, Hoàng Lương và Đoàn Kiểm Kiểm lãnh đạo đảng viên, gồm đủ thành phần sĩ, nông, công thương, binh. Hàng ngàn người lợi dụng tình thế vào chiếm đóng tỉnh Lạng Sơn được đồng bào nhiệt liệt hưởng ứng. Trần Phúc An chịu trách nhiệm phát động phong trào cách mạng giành độc lập từ Hà Nội vào tới miền Nam Việt Nam. Để che mắt Pháp quân, Trần Phúc An đeo loan cấp tướng quân đội Nhật Bản. Trần Trung Lập giữ sứ mạng tổng chỉ huy mặt trận Cao Bắc Lạng với chiến thuật dù cái chiến trường kỳ chống cả Pháp lẫn Nhật. Hoàng Lương với nhiệm vụ đặc phái viên chính trị. Sau ngày Pháp đầu hàng Nhật Bản, quân đội Thiên Hoàng rút khỏi Lạng Sơn, kịch chiến với Pháp quân suốt 3 ngày ròng rã vì kém khí giới. Việt Nam Phục Quốc Đồng minh hội và rút lui ra bưng biển kháng chiến. Sau thời gian vài tháng chiến đấu chống Pháp, Trần Trung Lập, Đoàn Kiểm Điểm, Vũ Chương cùng hàng trăm đồng chí bị Pháp bắt rồi sát hại tại thành Lạng Sơn. Còn Trần Phúc An cùng quân đội Nhật Bản rút khỏi Lạng Sơn về Hà Nội, bị Nguyễn Tường Tam ra lệnh giết chết. Hoàng Lương và Nguyễn Văn Phi lãnh đạo hơn ngàn đảng viên nam nữ vượt biên giới sang Trung Hoa. Thừa cơ hội của kẻ bại trận lưu vong, Pháp tố cáo với nhà đương cuộc Trung Hoa là một bọn thổ phỉ Việt Nam, còn Việt Cộng thì tuyên truyền là thân Nhật, là gián điệp của Nhật Bản. Vì các lẽ trên, Phục Quốc quân phải nằm ở biên giới đến 6-7 tháng trời để chờ cuộc điều tra của nhà cầm quyền Trung Hoa. Không làm cách gì hơn được, Hoàng Vương phải viết một bài tỏ bày hết sự thật gửi đăng trên các báo chí Trung Hoa. Một mặt bức tâm thư gửi lên trình bày cùng thống chế Tưởng Giới Thạch. Thống chế họ Tưởng liền phái mật vụ đến mở cuộc điều tra tại chỗ. Kết quả được công nhận Việt Nam Phục Quốc Đồng minh hội là một tổ chức cách mạng Việt Nam. Tưởng thống chế ra lệnh cho Trương Phát Khuê, tư lệnh đệ tứ chiến khu phải tập hợp ngay các đảng phái cách mạng Việt Nam lưu vong thành một tổ chức duy nhất trên lãnh thổ Trung Hoa để chính phủ bảo trợ, chứ không thể viện trợ hoặc ủng hộ cho riêng một cá nhân hoặc một đoàn thể nào. Sự thật là để nhà cầm quyền Trung Hoa dễ bề kiểm soát trong khi Trung Hoa bị Nhật Bản xâm lăng. Tư lệnh Trương Phát Khuê cho mời Trương Bội Công, Nguyễn Hải Thần, Trương Trung Phụng, Trần Báo ủy thác nhiệm vụ soạn thảo chương trình thành lập tổ chức này. Ngoài ra còn có Hoàng Lương, Lý Quang Hoa phụ trách việc tuyên truyền cổ động. Nhưng vì nội bộ bất hòa, xô xát lẫn nhau rồi tan vỡ, mỗi người đi mỗi nơi. Thấy tình trạng lâm vào cảnh bế tắc, chính phủ Trùng Khánh gửi điện văn sang Vân Nam mời đại biểu Việt Nam Quốc dân đảng sang phối hợp. Đảng bộ Việt Nam Quốc dân đảng tại Côn Minh khai hội, quyết định cử một phái đoàn gồm có Vũ Hồng Khanh, Lê Khang, Tân Phấn Dũng, Đặng Lộc, Nguyễn Chí Minh, Phạm Huy Kỳ, Vũ Bằng Rực, Nguyễn Duy Quang, Nghiêm Kế Tổ. Phái đoàn được chia làm hai toán tiến đến Liễu Châu là một huyện trong tỉnh Quảng Tây. Sau cuộc diễn thuyết của đại biểu Việt Nam Quốc dân đảng do đệ tứ chiến khu tổ chức, Trung tướng Lương Hoa Tĩnh rất tán thành, mời Việt Nam Quốc dân đảng phụ trách thảo luận về các nhóm đảng cách mạng Việt Nam để tổ chức thành một cơ cấu thống nhất cách mạng Việt Nam. Trong nửa tháng trời, đại biểu Việt Nam Quốc dân đảng thảo luận với các đoàn thể bạn, đồng quyết nghị thành lập một tổ chức lấy danh hiệu là Việt Nam Cách mạng Đồng minh hội. Nhưng chưa chính thức,
bị cản trở bởi vấn đề nhân sự, các nhóm tranh chấp lẫn nhau, đôi khi còn xô xát kịch liệt. Có một số người lại dựa vào thế lực để tứ chiến khu, gây nên chuyện đổ vỡ vô cùng phức tạp. Phái đoàn Việt Nam Quốc dân đảng phải phái đại biểu lên Trùng Khánh, yêu cầu quân sự ủy viên hội ra lệnh đình chỉ ngay sự can thiệp vô lý của đệ tứ chiến khu do Trung tướng Lương Hòa Thịnh đại diện thống chế Tưởng Giới Trạch trong công cuộc chỉ đạo đoàn thể cách mạng Việt Nam. Vì thế, đệ tứ chiến khu có sự bất bình với Việt Nam Quốc dân đảng về sau này. Đến ngày 10 tháng 10 năm 1942, hội nghị mới khai mạc được. Tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội được chính thức thành lập. Trụ sở đặt tại số 15 Ngữ Phong, Cái Liễu Châu với thành phần ủy viên Ban Chấp hành Trung ương như sau. A. Vô Đảng Phái, 4 đại biểu Nguyễn Hải Thần, Trương Bội Công, Trần Báo, Trương Trung Phụng. B. Việt Nam Quốc dân đảng, 2 đại biểu Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ. C. Việt Nam Phụ Quốc Đồng Minh Hội, 4 đại biểu Bồ Xuân Luật, Nguyễn Văn Phúc, Lê Duy Thịnh, Trần Đình Xuyên. D. Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, gọi tắt là Việt Minh, 1 đại biểu Hồ Đức Thành. Hậu bổ ủy viên Lê Tùng Sơn, Nông Kính Dân. Nhân viên công tác trạm Đặng Văn Ý, Vũ Kim Thành, Nguyễn Văn Giảng, Lê Khang, Nghiêm Xuân Quảng, Nguyễn Văn Huân, Lương Khâm Thành. Với thành viên Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội tổ chức thành hai ngành hoạt động. A. Trung ương chấp hành ủy viên hội Trương Bội Công, Biện Công Thính, chủ nhiệm. B. Trung ương chấp hành giám sát ủy viên hội Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ. Cụ Nguyễn Hải Thần không đồng ý cử Trương Bội Công làm chủ nhiệm, nên tủy phản đối, bỏ ra đi khúc giang. Mặc dù có sự xích mích ấy, ban chấp hành vẫn tiếp tục hoạt động, phân công nhau đi công tác các nơi. Tư lệnh Trương Phát Khuê cử Vũ Hồng Khanh đi Côn Minh lập chi hội Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Trần Báo đi tỉnh Tây, Nghiêm Kế Tổ, Lê Khang, Nghiêm Xuân Quảng cùng đi Đông Hương tổ chức công tác trạm. Nguyễn Văn Huân, Lương Khâm Thành phụ trách công tác trạm ở Trình Tây để liên lạc và thu lượm tin tức quốc nội. 1.000 thanh niên chia làm 4 đại đội, trong số đó có một trung đội phụ nữ được thu dụng vào học trường võ bị Hoàng Phố khóa 41 và 44. Trương Bội Công giữ nhiệm vụ thường trực hội quán, hoạt động được khoảng nửa năm, rồi bởi Trương Bội Công vốn là quân nhân tính thẳng nhưng nóng nảy, khiến anh em thanh niên cho là độc tài, nổi lên phong trào phản kháng, cấm hẳn họ Trương không cho hoạt động gì nữa. Trương Trung Phụng, Nông Kính Dần cũng đều bất lực, chẳng còn biết dàn xếp cách nào, đành để cho tổng bộ lâm vào cảnh vô chủ. Cách ít lâu, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Trần Báo tiếp tục trở về Liễu Châu, cùng nhau tổ chức lại Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Nguyễn Hải Thần được cử làm chủ nhiệm, thay thế Trương Bội Công. Trong khi ấy, có tên Nguyễn Tường Tam bị nhà chức trách địa phương Trung Hoa bắt giam ở hang đá Liễu Châu. Nguyên từ sau ngày quân đội Nhật Bản tiến vào Việt Nam, đảng viên bị Pháp khám phá và đàn áp. Anh em ông Nguyễn Tường Tam trốn thoát sang Trung Hoa vào cuối năm 1942. Sang Trung Hoa, ông Tam đổi tên là Nguyễn Tường Dũng, gặp giữa lúc Trương Bội Công bị thanh niên đảng viên đã đảo. Nhà chức trách địa phương Trung Hoa tình nghi Nguyễn Tường Dũng là gián điệp của Nhật Bản được phái từ Quảng Châu tới để phá hoại tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Vũ Hồng Khanh cùng Nghiêm Kế Tổ xin phép Trương Phát Thuê vào hang đá thăm Nguyễn Tường Tam. Tư lệnh Trương Phát Thuê cho biết còn có một người cách mạng Việt Nam nữa cũng bị bắt giam, khai tên là Hồ Chí Minh. Hai họ Vũ Nghiêm xin vào thăm luôn, nhưng với cái tên Hồ Chí Minh mới lạ quá. Trong giới cách mạng Việt Nam lưu vong, chưa hề thấy ai nói đến cái tên ấy cả. Tình nghi là Nguyễn Ái Quốc, thì lại mới đây có tin từ quốc nội đưa sang nói là Nguyễn Ái Quốc đã chết ở nơi biên khu rồi. Đến lượt cụ Nguyễn Hải Tần được mời vào nhận diện, vì cụ đã gặp mặt Nguyễn Ái Quốc một vài lần thật, nhưng nay vì tuổi già, mắt đau nặng nên cụ cũng không thể nhận ra là ai. Nhưng dù sao thì cũng là người cách mạng Việt Nam. Nên sau khi trở về hội quán, hai họ Vũ Nghiêm cũng đề nghị với ban chấp hành Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội đứng ra can thiệp
xin trả tự do cho Nguyễn Tường Tam và Hồ Chí Minh. Sau ít ngày, Nguyễn Tường Tam, Hồ Chí Minh, kẻ trước người sau, đều được trả tự do về Hội quán Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Nguyễn Tường Tam, Hồ Chí Minh, Đặng Nguyên Hùng được đặt vào hàng hậu bổ ủy viên trong tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Tóm lại, từ cụ già Nguyễn Hải Tần đến các nhân viên trong tổ chức trừ Hồ Đức Thành, không một người nào biết rõ Hồ Chí Minh chính là nguyện ái quốc cả. Chính tư lệnh Trương phát thuê một viên kiện tướng chống cộng một cách triệt để, phái mấy người Tàu thường xuyên vào hội quán thăm Hồ Chí Minh để dò xét tung tích, nhưng cũng chẳng biết gì hơn. Hồ Chí Minh đứng vào thành phần vô đảng phái, kê ghế bố nằm khoèo ở góc phòng. Đôi người bạn đồng hương đến thăm hỏi ông trả lời hết sức khéo léo, không hề làm mất lòng ai. Ông đóng vai trò hết sức lơ đãng và kiên nhẫn đợi thời cơ. Thời cuộc biến chuyển mau lẹ, cuối năm 1943, Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội phát động phong trào tuyên truyền cổ động cho tổ chức vào nội địa Việt Nam, đồng thời thiết lập thêm trạm giao thông liên lạc ở biên khu để thu lượm tin tức và tuyên truyền Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội vào quốc nội. Trước hội nghị, mọi yếu nhân các đảng phái quốc gia đều làm lơ, không biết lợi dụng cơ hội đó để mà phát triển cơ sở, lợi dụng thế đồng minh, lãnh trách nhiệm, phái cán bộ về nội địa phối hợp với các đồng chí để hoạt động mà mọi người đương mong đợi từ lâu. Trước hội nghị, duy có Hồ Chí Minh giơ tay xin xung phong. Ông Hồ liền được cấp đầy đủ giấy tờ và công tác phí là 20 vạn quốc tệ với 20 thanh niên cán bộ do ông Hồ tự ý lựa chọn những phần tử dễ điều khiển và hầu hết là đảng viên Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội. Trước khi xuất phát, ông Hồ Chí Minh cùng đoàn cán bộ đều phải làm lễ phát thệ dưới lá cờ Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, nguyện trung thành với Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, rồi dự một bữa tiệc linh đình trước khi lên đường ra biên khu. Sau khi ông Hồ Chí Minh trở ra biên khu, Nguyễn Tường Tam cũng rời bỏ Liễu Châu, trở lên Côn Minh liên kết với Hải ngoại bộ Việt Nam Quốc dân đảng. Sư tử Đức thả về rừng, có tiền thêm cán bộ và lại nhiều khí giới, lại đứng vào thế cờ đồng minh được Hoa Kỳ nhiệt liệt ủng hộ. Ông Hồ về lập chiến khu ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, khoác bộ áo lãnh đạo Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, tức Việt Minh, chà đạp lại tổ chức Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, phát động tuyên truyền cho Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, thu hút quần chúng. Những người dân Việt đã quá đau khổ và đã quá chán ngán cả Pháp lẫn Nhật và triều đình Huế, đã chạy theo Việt Minh, một đảng trá hình quốc gia. Đến năm 1945, khi Việt Minh cướp được chính quyền, nhưng tài số 1 của Hoa Kỳ là John Dewey bị giết lầm tại Sài Gòn. Chính phủ Việt Minh tại Hà Nội cử phái đoàn đến phương Âu, thì Hoa Kỳ trả lời chối phát là họ không có ai tên ấy tại Sài Gòn cả. Thời gian sau biết rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thực là nguyện ái quốc, Hoa Kỳ lại phái Harold Isaac là người có ơn riêng đối với nguyện ái quốc đến Hà Nội để thuyết phục cho Hồ Chí Minh đừng có sắp hàng theo Nga, và Hoa Kỳ sẽ chấp nhận việc Cộng sản Việt Nam tổ chức một Cộng sản chủ nghĩa dân tộc. Tuy việc không thành nhưng Hoa Kỳ chưa nản lòng. Đến năm 1949, hãy còn đặc phái William Bullitt qua Hà Nội hầu kéo kháng chiến về phía tự do. Nhưng vì Mao Trạch Đông đã nắm trọn Hoa Lục khiến cho Việt Minh Cộng sản phải chạy theo luôn. Và từ đấy Hoa Kỳ bắt đầu tham gia vào công cuộc chống cộng tại Việt Nam cho đến bây giờ qua các triều đại Pháp, Ngô Đình Diệm đến đệ nhị Cộng hòa. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi chương 3 chương thứ 2 Việt Nam Quốc dân đảng củng cố nội bộ phát triển ngoại giao qua phần trình bày của Nam Anh. Chương 3 củng cố nội bộ phát triển ngoại giao, nhận thấy tình hình nội bộ của Việt Nam Cách mạng đảng Minh Hội ngày thêm rối loạn, Vũ Hồng Khanh cùng Nghiêm Kế Tổ rút lui về Côn Minh, củng cố và phát triển đoàn thể Việt Nam Quốc dân đảng, rồi cùng nhau đi Trùng Khánh để giải quyết mọi vấn đề khẩn yếu. Hai người lưu lại ở Trùng Khánh hơn một tháng, rồi trở lại Côn Minh khai hội, thảo ra một kế hoạch. Tụ chung có hai điểm chính yếu.
Thứ nhất, đưa điện đài thu phát thanh về đặt ở ba phần tại quốc nội. Thứ hai, cử phái viên về mời một phái đoàn trong nước sang cùng mình để thương nghị đại kế. Kế hoạch đã được hội nghị thông qua. Vũ Hồng Khanh đi Đông Hưng để thi hành kế sách. Lê Khang được cử bí mật về quốc nội để mời một phái đoàn. Vũ Quang Phẩm chịu trách nhiệm chuẩn bị cán bộ để cùng Nghiêm Kế Tổ đưa điện đài từ Trùng Khánh đến Đông Hưng để di chuyển về quốc nội. Còn cách tổ chức, yểm hộ và đặt cơ sở thì đã có một bức thư riêng trao cho Lê Khang thi hành. Làm xong nhiệm vụ ở Đông Hưng, Vũ Hồng Khanh trở về đảm nhiệm trọng trách ở Côn Minh. Nghiêm Kế Tổ đưa điện đài đến Đông Hưng được độ nửa tháng, còn đương thu xếp máy móc và lựa chọn phái viên gửi về nước, thì đột nhiên đốc sáng xứ Đông Hưng, một cơ quan thuộc đệ tứ chiến khu Trung Hoa, ra lệnh bắt giam, vu cáo cho họ Nghiêm là đã liên lạc với người Anh làm trở ngại vấn đề nhập viện của quân đội Trung Hoa. Tóm lại, tất cả sự kiện trên xảy ra đều do Tiêu Văn chủ mưu để phá hoại Việt Nam Quốc Dân Đảng. Vì Vũ Hồng Khanh cùng Nghiêm Kế Tổ đã vạch trần bộ mặt thực và phản đối kịch liệt Tiêu Văn trong những ngày tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đảng Minh Hồn ở Liễu Châu, rồi bỏ ra về Côn Minh hội mấy tháng trước. Để trả thù, Tiêu Văn còn gửi báo cáo mật về Trùng Khánh, vu cáo Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, kẻ thì làm gián điệp cho Nhật, người thì làm gián điệp cho Anh, yêu cầu cho phép nhà nước đương cuộc phân Nam, bắt Vũ Hồng Khanh trao lại cho đệ tứ chiến khu xét xử. Giam giữ ở Đông Hưng ít ngày, Nghiêm Kế Tổ bị giải về giam ở ngục thất Liễu Châu. Tiêu Văn ra lệnh xiềng xích rất tàn nhẫn và định thủ tiêu luôn. Cách ít ngày sau, Vũ Quang Phẩm cũng bị bắt ở Đông Hưng, giải về cùng giam ở Liễu Châu. Nhờ có sự can thiệp của các đồng chí ở ngoài, Trung ương Đảng, Bộ, Trung Quốc Quốc Dân Đảng, cũng cứu xét. Được biết rõ âm mưu của Tiêu Văn và bè lũ là muốn thừa cơ giặc giả mà vu khống để ám hại, liền đánh điện tín bắt buộc phải phóng thích ngay Nghiêm Kế Tổ và Vũ Quang Phẩm. Cuối năm 1944, nhận thấy tình hình quốc tế sắp có biến chuyển mạnh, đảng bộ ở Côn Minh đặt phái một số cán bộ thanh niên đã được huấn luyện chia thành từng tổ đi hoạt động tại các biên khu và một số bí mật trở về và hoạt động ngay tại quốc nội. Công cuộc lo liệu thủ tục giấy tờ cho các đồng chí do Nghiêm Kế Tổ phụ trách tại Trùng Khánh. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, được tình quân đội Nhật Bản đảo chính Pháp tại Đông Dương. Trước sự biến chuyển quan trọng ấy, Ủy ban chấp hành Hải ngoại bộ liền thảo một bản tuyên ngôn đối với thời cuộc và một ý kiến thư gửi đến các lãnh sự trên lãnh thổ Trung Hoa. Hải ngoại bộ: Việt Nam Quốc Dân Đảng phát triển, liên lạc với các đảng cách mạng trong nước. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến bùng nổ, có một số đảng phái xuất hiện trong nước. Ngoài Bắc có Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc xã, Đại Việt Dân Chính, Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Trong Nam, những tôn giáo có tính cách chính trị được thành lập như Cao Đài, Hòa Hảo. Thời gian ấy, Chu Bá Phượng làm cho công ty Hỏa Xa Vân Nam là một cán bộ của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Hải ngoại bộ có dịp thường đi lại trên đường Hà Nội Côn Minh và làm liên lạc cho cách mạng ngoài và trong nước. Trong sự liên lạc có Đại Việt Quốc Dân Đảng, đảng này thành lập vào khoảng mùa đông năm 1939 do Trương Tử Anh, Nguyễn Tiến Hỷ, Nguyễn Sĩ Dinh và mấy cán bộ của Việt Nam Quốc Dân Đảng là Nguyễn Văn Viễn, Giáo Lai, Đặng Xuân Tiếp, tức Đội Tiếp. Chủ trương và đường lối của đảng này là chống thực dân Pháp và Cộng sản, giải phóng dân tộc và xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh với một chế độ Cộng hòa.
tuy có sự liên lạc với Việt Nam Quốc dân đảng, song sự hợp tác chưa có gì. Vào khoảng đầu năm 1943, sự liên lạc giữa những người cách mạng Việt Nam trong và ngoài nước được tăng cường rất nhiều. Vì thế, Đại Việt Quốc dân đảng cũng bí mật cử một đồng chí là Võ Văn Hải vượt biên giới sang Trung Hoa. Vì tình hình thế giới và tình hình chính trị Việt Nam lúc bây giờ, Đại Việt Quốc dân đảng vẫn giữ lập trường gần như không ngã về phe nào, trục hoặc đồng minh. Tuy có cảm tình với phe đồng minh hơn và vẫn hết sức chống Cộng sản và thực dân Pháp, tóm lại Đại Việt Quốc dân đảng thân thiện với những đảng thân Nhật để hạ Pháp. Nhận thấy Việt Nam Quốc dân đảng hải ngoại, bộ lúc bấy giờ, vì địa vị của Pháp đã xúc kém trên trường quốc tế, đứng dưới cả Trung Hoa, đã có một thế đứng tại Côn Minh, và sự hoạt động cũng hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, ngoại quốc vẫn hướng về quốc nội, cho nên sự có mặt của một phái đoàn gồm những người cách mạng ở trong nước ra rất là quan trọng và gây thêm tín nhiệm cho họ. Cho nên Việt Nam Quốc dân đảng, Hải ngoại bộ đã báo tin này về nước và Đại Việt Quốc dân đảng lúc bấy giờ đã chuẩn bị một phái đoàn ngoại giao đợi dịp xuất ngoại. Phái đoàn quốc nội sang Trung Hoa. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, vì thái độ của Nhật Bản đã khiến cho Đại Việt Quốc dân đảng có một thái độ dứt khoát về chính sách ngoại giao, cho nên luôn luôn liên lạc mật thiết với Việt Nam Quốc dân đảng, Hải ngoại bộ. Vào khoảng cuối tháng 3 năm 1945, Võ Nguyên Hải bí mật vượt biên giới về nước báo cáo về Việt Nam Quốc dân đảng, Hải ngoại bộ. Đồng thời, Lê Ninh, tức Lê Khanh, là một cán bộ cao cấp và rất nhiệt thành, ưu tú ở hải ngoại, cũng về nước với mục đích hướng dẫn phái đoàn, những người cách mạng ở trong nước ra ngoài. Ngày 12 tháng 4 năm 1945, Nguyễn Tiến Hỷ cầm đầu phái đoàn gồm có Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Định Quốc, Nguyễn Sĩ Dinh, Phạm Khải Hoàng, Phan Bá Trọng, Đặng Vũ Trứ, bí mật vượt biên giới, Lào Cai Hồ Kiều sang Côn Minh. Cùng đi theo với phái đoàn còn có một số cán bộ của Đại Việt Dân Chính và một số của Việt Nam Quốc dân đảng. Mục đích họ sang Trung Hoa là để theo những lớp huấn luyện về quân sự. Cùng lúc này có một phái đoàn của Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, tức Việt Minh cũng sang Trung Hoa. Họ đi đường Quảng Tây đến Bát Sát thì bị các nhà chức trách địa phương Trung Hoa mời ở lại đó, không cho lên Trùng Khánh, không tiếp đón thảo luận gì cả vì họ bị nghi là Cộng sản. Đầu tháng 5 năm 1945, tiếp được điện tín của Lê Khang từ Hà Khẩu, địa đầu Trung Hoa, báo tin đại biểu đoàn từ trong nước ra đã tới địa đầu Trung Hoa nhưng không có giấy thông hành nên không đi được. Hải ngoại bộ vội vàng yêu cầu Trung ương Đảng Bộ Trung Quốc Quốc dân đảng can thiệp để đại biểu đoàn được tới Côn Minh một cách nhanh chóng. 5 ngày sau, đại biểu đoàn tới nơi. Việt Nam Quốc dân đảng Hải ngoại bộ liền thông tri cho Bí thư trưởng Trung ương Trung Quốc Quốc dân đảng là Ngô Thiết Thành biết, đồng thời khai hội cắt đặt một số nhân viên để hợp với đại biểu đoàn từ trong nước tới để lên Trùng Khánh, thủ phủ của Trung Hoa Dân Quốc. Những nhân viên được đề cử là Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Lê Khang, Nghiêm Kế Tổ, còn Vũ Quang Phẩm được toàn thể cử ở lại Côn Minh xử lý thường vụ. Tới Trùng Khánh, sau khi gặp Bí thư trưởng Ngô Thiết Thành, phái đoàn được mời đi khảo sát các cơ quan giáo dục, văn hóa, công xưởng, y viện, các trường đại học, trường chuyên môn, xưởng in giấy bạc. Tiếp tục phái đoàn bắt đầu hội kiến với Trung ương Đảng Bộ Trung Quốc Quốc dân đảng và các cơ quan quân sự. Tưởng Thống Chế, Chủ tịch, gửi thiệp mời phái đoàn vào dinh hội kiến do Đại biển Trung ương Trung Quốc Quốc dân đảng hướng dẫn. Phan Trâm, Nguyễn Tiến Hỷ, nhân danh đoàn trưởng đứng lên, đáp từ một cách
nhã nhặn, lịch sự. Phái đoàn được nhà lãnh đạo tối cao Trung Hoa nhận giúp đỡ về phương diện quân sự. Trung Hoa hứa trang bị lần thứ nhất cho một tiểu đoàn Quốc dân đảng Việt Nam, và từ đó cứ 3 tháng 1 lại trang bị cho một tiểu đoàn khác. Đồng thời chính phủ Trung Hoa sẽ giới thiệu cách mạng Việt Nam với những bạn đồng minh về phương diện ngoại giao. Chính phủ Trung Hoa hứa sẽ giới thiệu phái đoàn Việt Nam sang dự hội nghị San Francisco vào cuối năm 1945 để thành lập Liên Hiệp Quốc nếu Việt Nam có thể gửi sang kịp lúc bấy giờ một phái đoàn để đi sang Mỹ Quốc. Sự liên lạc ngoại giao quan trọng ấy đến nỗi đại sứ Pháp tại Trùng Khánh lúc bấy giờ đã có lúc phải phản kháng với chính phủ Trùng Khánh. Thống nhất Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Dân Chính Đảng. Lần thứ nhất, phái đoàn Đại Việt Quốc Dân Đảng sang Trung Hoa lúc bấy giờ còn có một nhiệm vụ đối nội rất quan trọng, đó là vấn đề thống nhất một cách chính thức ba đoàn thể. Đại Việt Quốc Dân Đảng, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Dân Chính Đảng. Bởi tuy vẫn có sự hoạt động chung ở trong nước cũng như ở ngoài nước, song chưa có một điều lệ chính thức nào nên phái đoàn cần phải làm công tác ấy. Thật ra thì vấn đề thống nhất ai cũng muốn cả, cho nên đến khi thảo luận chẳng có gì là khó khăn. Phát triển ngoại giao, lần đầu tiên Nguyễn Tiến Hỷ gặp Nguyễn Tường Tam ở ga Khai Viễn, hai bên đã đồng ý cố kết với nhau, và Nguyễn Tường Tam hứa là không bao giờ dùng đến tên Đại Việt Dân Chính nữa. Lần thứ hai, Nguyễn Tiến Hỷ hợp với Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, Vũ Quang Phẩm, Nguyễn Tường Tam, thì cả ba phe đều đồng ý thống nhất về nguyên tắc như sau. Ở hải ngoại thì lấy tên là Việt Nam Quốc Dân Đảng vì ngoại quốc biết nhiều hơn. Trái lại ở trong nước thì lấy tên Đại Việt Quốc Dân Đảng. Các điều khác sẽ bàn sau. Một hội nghị thứ ba, họp ở Trùng Khánh có đủ mặt các người nói trên, thêm Nguyễn Sĩ Dinh và Phạm Khải Hoàng. Hội nghị quyết định thống nhất tên đảng theo như trên. Về cờ đảng, Nguyễn Tiến Hỷ trình bày lá cờ sao trắng. Hội nghị chấp nhận, đồng thời dùng ngay tại Trung Hoa lần thứ nhất vào khoảng tháng 6 năm ấy. Về đảng ca, nghị sáng tác sau này. Ngày cuối cùng, nhân danh Trung Quốc Quốc Dân Đảng, Trung ương Đảng Bộ mời đại biểu đoàn dự một dạ yến, gồm có các vị bộ trưởng và đại diện các cơ quan trọng yếu. Biết Thư trưởng Ngô Thiết Thành đứng lên diễn thuyết, nói về lịch sử hai dân tộc và sự tương quan giữa hai đảng cách mạng anh em. Nguyễn Tiến Hỷ trịnh trọng đáp từ, ngỏ ý trông mong vào sự giúp đỡ của Trung Hoa để sớm hoàn thành nhiệm vụ phục quốc và tăng uy thế cho hai đảng cách mạng anh em. Qua ngày hôm sau, lại có một cuộc hội nghị giữa đại biểu đoàn Quốc Dân Đảng và Trung ương Đảng Bộ Trung Quốc Quốc Dân Đảng do Ngô Bí Thư chủ tọa. Nhận thấy tình hình thế giới biến chuyển ngày càng mau lẹ, nên sau khi làm xong nhiệm vụ, đại biểu đoàn liền cáo biệt trở lại Côn Minh. Về Côn Minh, Vũ Hồng Khanh, Nghiêm Kế Tổ, Nguyễn Tường Tam chịu trách nhiệm hoạt động ngoại giao ở hải ngoại. Hải ngoại bộ được giao cho Vũ Quang Phẩm, một cán bộ ưu tú, rất đắc lực tổ chức lại và chỉ huy dưới sự kiểm soát của ba ông trên. Nguyễn Sĩ Dinh được cử ở lại hải ngoại để tăng cường về phương diện kinh tế cho đảng. Nguyễn Tiến Hỷ, Phạm Khải Hoàng lần lượt bí mật trở về công tác trong nước và lo tổ chức một phái đoàn khác có tính cách ngoại giao hơn để đưa sang Mỹ. Kính thưa quý khán thính giả, sau kỳ phát thanh hôm nay, ban biên tập chúng tôi đã hoàn tất gửi đến quý vị toàn bộ thiên thứ hai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả kỳ tới với chương 1 thiên thứ 3 lịch sử đấu tranh cận đại 1927-1954 Việt Nam Quốc Dân Đảng do Việt Dân Hoàng Văn Đào biên khảo. Xin kính chào tạm biệt và cầu chúc
Quý vị khán thính giả cùng Bửu Quyến luôn may mắn, an lành và thành đạt. Chiến sĩ gan trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ nhàng. Máu hồng Việt Quốc đã thắm quê hương, Việt Nam vạn tuế màu vàng pha trường. Không thành công thì cũng thành nhân, chống quân thù bảo quân an dân. Không thành công. Chiến sĩ gan trường cùng một lòng quyết chiến quân thù, thật hào hùng hồi chuông Yên Bái vang xa muôn trùng. Cờ đại nghĩa tung bay trên núi cao sông dài, vì tổ quốc lâm nguy tình riêng xa chi. Khi tiếc anh hùng dòng ngạc hồng đứng trước quân thù, chẳng ngày ngùng ngày tan Yên Bái nương non. Chết vì tổ quốc, cái chết vinh quang. Lòng ta sung sướng, chi ta nhẹ.